Rồi. Thông báo cho ông thêm biết thêm một tí nữa là hôm qua cháu có nhận được một cái khoản là của bà bé là gửi cho ông. Trước thì là bà bé cũng có gửi cho ông là 10 triệu rồi. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thanh niên gửi một lời chào tới các bà nào, khoanh tay. Chào các ông các bà. Con chúc. Các ông bà, khoanh tay. Các ông bà. Thật nhiều sức khỏe. Khoanh tay vào. Khoanh tay đồng hoàng vào. Đấy. Nào đừng ngoài mũi. Con. Tên là Mạnh. Năm nay con được bao nhiêu tuổi? 5 tuổi. 5 tuổi à? Con cảm ơn. Các ông bà. Đã làm nhà cho hai ông cháu. Rồi. Tại mồm để cái gì đây xuống xem nào. Bố à. Răng của Mạnh vì họ bị sâu răng nhiều quá rồi cô bác ạ. Thưa cô bác, hôm nay cháu lực xuống cái nhà hai ông cháu thì có một cái tin rất là vui, muốn chia sẻ cho ông Sò cũng như là tất cả cô bác anh chị Mạnh Thực Quân ở trên kênh cùng biết. Và cháu được cho các bác một cái điều bất ngờ, phải nói là từ trước đến giờ là chưa có một con xe máy nào đi xuống cái nhà của hai ông cháu, nhưng mà đến hôm nay thì có hai con xe máy đi xuống nhà của hai ông cháu đây cô bác này. Đấy. Vừa rồi thì cháu được xuống ấy, cháu được cứ tưởng là Khanh từ trên kia xuống ấy, cô bác không phải. Ở bên này có một con đường này cô bác này. Thì là nếu gọi là như nếu mà mình không like cái gì ấy thì là mình có thể là mình đi được đường này. Mấy anh thợ là hôm nay là định lấy xe xuống để mà chở cát đấy cô bác. Đấy, tuy nhiên thì ở phía bên kia thì con đường mấy anh thợ là vừa mới đào cho nên là không thể chở được sao cô bác ạ. Bây giờ thì mấy anh em thợ ra thì cháu được xé hỏi sau. Hôm nay thì có thêm là một số bạn nhỏ ra hộ ông nữa. Có vẻ như là chỗ đấy là ông đào cũng gần xong rồi. Hôm nay có anh với lại anh phòng tự giác rồi anh. Vâng. Chỗ này thì được tầm bao nhiêu khối rồi anh? Ôi, hơn khối thôi. Hơn khối à? Đấy, bây giờ thì mấy anh em thợ đã vận chuyển cắt trước rồi các bác. Chào anh Phong nhá. Hello em. Khỏe chưa anh? Vẫn ổn em ơi. Đấy, cô bác, đây là anh thợ cả của bác ạ. Cũng rất là vui tính, cũng khá là trẻ. Năm nay mình có 97 đúng không? 97 nhưng mà anh Phong lấy vợ rất là sớm nhỉ. Thế còn anh thì anh em mình hôm nọ đi làm hộp đóng ấy, chưa gặp nhau. Anh sinh năm bao nhiêu anh? 88 ạ. 88 à? Thế 88 thì tính ra là gọi bằng chú đấy. Đây chú thì ở nhà vợ con hết đi chú. Vâng. Chú là chú tên gì chú? Tiên toán. Chú tiên toán à? Vâng. Chú toán với lại anh Phòng sẽ là thợ cả. Ngôi nhà của hai ông cháu thì sẽ gồm có hai thợ đấy cô bác ạ, chứ không phải có một thợ đâu. Có hai thợ thì phải nói là chắc là ngôi nhà nó sẽ hoàn thiện là sớm hơn dự định. Thế nhưng mà anh chú toán với lại anh Phòng thì là sau này nếu mà vào thi công thì có hai người thôi à? Vâng. Cũng hai người thôi à? Chắc vẫn làm thêm một. À vẫn thêm à? Thế bước đầu là chỉ có là hai anh em thôi, có anh Phòng với lại chú Toản rồi cô bác. Hôm nay anh lấy xe máy xuống không chở được cát rồi anh? Không chở được đâu. Không chở được á? Đường nó dốc quá. Thế mà anh với lại chú Toản thì vẫn lấy được xe máy xuống như thế nào? Nói là chắc là lần đầu tiên là có xe máy xuống dưới này thôi anh nhỉ? Vâng. Nhưng mà cái con đường kia nếu mà để mà sửa thì mình có lấy xe máy được vào thoải mái không? Không được á? Cái con đoạn là lấy khiêng à? Còn anh phải lấy khiêng xuống, vác xuống. Thế con xe máy thì cũng chắc bao giờ làm xong nhà thì mới... Làm xong thì mới lấy về à? Hôm nay là có thêm hai chị à? Đây là vợ của anh Phòng đúng không? Đúng. Đây còn dưới kia là vợ của chú Toán, cô bác ạ. Hôm nay chỉ có hai vợ chồng là... khác là lấy đá về, lấy cát về trước thôi cô bác.
Thế còn về những cái vật liệu mà quan trọng hơn thì cháu được sẽ lấy xuống sau, đợi bao giờ các anh vận chuyển cắt được được vài khối ra rồi thì sẽ lấy sau các bác ạ. Các anh cũng đã bảo rồi là vận chuyển là từng cái vật liệu một, sợ rằng là bây giờ cháu được lai gạch với lại xi xuống để trên kia thì sợ rằng mất. Thợ thì lấy chủ toán thì lấy xe máy đi chở trước rồi. Anh Phong, anh không đi được anh Phong? Có à? À vâng. Chắc là phải lấy đẩy mà. Vâng. Vâng. Cháu được thử đi xem là các anh vận chuyển cắt như thế nào các bác. Đi không mạnh. Đi. Vâng. Anh em ạ. Chỗ này thì chắc là có chỗ được, có chỗ không được thôi. Ôi nhưng mà nó còn kiểu anh hôm nay vừa mới đào lần đầu thành ra là nó... Vâng, thành ra nó bị lún quá. Ui, đi chơi đi cả vườn rau của ông luôn. Ôi, chỗ này thì cua có vẻ hơi hơi ấy nhỉ anh nhỉ. Cái này bùn quá anh ạ. Để đi xuống rất là dốc đấy cô bác ạ. À. Chỗ này chắc là một người phải lấy sau đẩy đấy anh ạ. Không có đẩy á? Có vẻ như là phải một người ở đây đẩy thì mới được các bác ạ. Chỗ này nó toàn là cái đất bùn thôi, cái đất mượn thôi anh ạ nhờ. Vâng. Sáng nay giải đi mà cắt đây à? Anh Phòng gửi một lời chào tới các bác ngay. Chào tất cả mọi người nhé. Chào các anh chị ở trên kênh bản em nhé. Bây giờ anh định lấy được tầm bao nhiêu khối cắt để anh mới lại bảo em lấy cái này? Anh lấy khoảng 8 khối cắt thôi ạ. 8 khối cát à? Vâng. Ừ. Rồi thì em sẽ lấy gạch vào à? Ừ, bắt đầu anh cho đầu vào. Vâng. Lấy cát thì là các anh là lấy ở dưới đây luôn cô bác ạ. Rồi cát thì lấy ở trên kia xuống thì nó cũng là một cát như nhau cả. Dưới này thì cũng có một khe suối, thành ra là mấy anh sẽ gọi là vừa lấy cát ở đây luôn. Trên kia thì là vận chuyển là đi bộ là nhiều hơn anh nhỉ? Cái này con cắt suối à? Ừ. Em đeo cho anh cái nhá. Cắt này còn là cắt sạch hơn đấy anh nhỉ? Đúng rồi. Nhưng mà nếu ở đây anh thuê một chuyến vác này một khối là tầm bao tiền đấy? Một khối này để thuê người ta phải 500-600 nghìn một khối cắt vận chuyển. 500-600 nghìn khối cắt á? Ừ, vận chuyển. Bên này đường xá xe máy thì không lên được, phải vận chuyển bằng người. Wow. Ui, ở dưới này có một cái chỗ này là chỗ hôm nọ mà cháu Lực cùng với lại ông lấy cát để mà đi làm cái phần láng láng để mà để cái tách ấy cô bác. Ngon rồi đấy nhỉ. Nhưng mà đi trông hơi mỏi tay đấy anh nhỉ. Mỏi tay đấy. Nhưng mà cái này nếu mà độ tầm mấy ngày nữa. Nhưng mà cứ nắng mấy ngày nữa thì là thoải mái. 3-4 ngày nữa. Để cái anh lấy vác lên hay lấy anh đẩy nốt trên kia sao anh lấy xe máy về chở không? Đẩy nốt
chị đang xem xe máy à? Ừ. Ôi, tối nay nếu mà không dốc máy thì lấy xe máy chở nó nhàn hơn anh nhỉ? Đúng rồi. Xe máy chở vẫn phải vác lên một đoạn đấy, bởi vì đoạn kia là không hết cách, không thể xuống được rồi. Đoạn kia là có đá. Có đá nhiều quá. Đây sáng toàn đá to chứ. Chỗ này anh á? Em ở đúng rồi. Rồi sự thế là sau khi mà anh làm xong ngôi nhà thì chắc là anh cũng làm được một con đường ở đây rồi nhỉ? Đúng đấy, chắc chở hết vật liệu cắt dưới này lên rồi, chỗ này thành một con đường lên rồi. Thế nên con đường nó cứng lên, nó cứng luôn đấy. Đây trời nắng như này còn lên được nhá, nếu mà trời mưa là không thể lên được đâu. Trời mưa thì chịu thôi, từ trên kia xuống đấy. Từ trên kia xuống thì mưa làm sao mà xuống được nữa. Đoạn từ kia trời mưa không thể xuống được, vì chắc trơn quá. Thế cát là anh vận chuyển là chưa vận chuyển hay là như nào? Cái này á? Cát đây. Làm sao? Anh vận chuyển từ sáng rồi à? Ừ, sáng hai chị em cái vận chuyển bọn anh đào đường đây này. À, tức là sáng là hai chị là điệu cát đi. Đúng anh rồi. Với lại chú Toán này là đào đường đấy. Đào đường. Đúng rồi. Dưới kia thì có một khe suối cũng khá là sâu đấy nhỉ? Bác cát này mệt là chạy xuống dưới tắm được. Em mượn mic tí nhé. Cháu được thử đi xuống chỗ của các anh lấy cát xem là như thế nào quá. Chỗ đây thì là hôm nọ cháu được cũng lấy cát lên một lần rồi các bác ạ. Mỗi lần mà dùng xe máy chở đi thì được tầm độ là 30-40 cân thôi các bác. Cát này thì rất là sạch các bác ạ. Cái cát ở đây thì hầu như là chưa có ai lấy cả cô bác ạ, thành ra là nó sạch lắm. Hôm nay mà bác cát mệt mà nhảy xuống đây tắm một lần thì cũng được. Bố, chú Toán có lấy xe chở nữa hả chú? Chở được vài chuyến lại lún rồi nhờ. Cát này không có đất một tí nào luôn nhờ. Đây cháu xúc cho, xúc ở đó. Bên này sạch hơn. Đường đào sâu có nước. Nước nó ớt, mai nó ra lấy kia, nó mai nó tàu được đấy chú. Cái này mà lấy đổ cái phần móng ấy thì không phải trộn đá nữa nhờ. Nó là sỏi, hầu như là cái đá suối của bác này để mà đổ móng hay là mình đổ cái mái rất là tốt hơn cả đá xanh nhé. Đây vụ đá to ấy. Được chưa? Rồi. À, chú đem vai tí nhỉ. Rồi. Để mà nói sức là chắc là sau khi mà hoàn thiện ngôi nhà là mấy anh em thợ rất là phải sức là nhiều hơn đúng không bác?
Thế còn là cung lao thì... Thế còn về cung lao thì sau khi mà hoàn thiện ngôi nhà thì chắc chắn là của tất cả, cung lao lớn nhất là của các bác, cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân thôi. Còn là về sức thì mặc dù là vẫn là dùng tiền để mà thuê các anh ấy không quá, nhưng mà các anh phải nói là vận chuyển thế này thì cũng rất là vất vả. Thì hầu như là cái căn nhà nào mà cháu Lực đi làm ấy, cô bác, chưa có căn nhà nào mà đổ vật liệu tại chỗ đâu cô bác. Toàn là đều là phải vận chuyển bằng sức người thôi. Cô để đây cháu xúc cho. Cô biết nói tiếng phổ thông không? Ồ, không biết nói, vẫn nói câu không biết nói nhỉ? Không biết nói, nhưng mà chỉ biết là con không biết nói. Cô là vợ của chú Toán, chị nhỉ? Và chị là vợ của anh Thành. Để đâu chị? Để đây à? Mỗi một lần đi cái này đi được tầm bao nhiêu cân hả chị? Không biết được. Tầm 50 đến 60. Tầm 50 cân đến 60 cân á? Vâng. Nước, còn có nước. Có nước. À. Được chưa chị? Được rồi nhỉ? Ừ. Chị cho em lấy bao tải cho em đi. Xúc cho em đi một tí, chứ không một tí là đi không là không ngại các chị lắm. Dạ, không ngại lắm. Được. Được 7-8 xẻo đó chị. Xẻo đó. Đấy. Ồ, chắc em thế thôi. Nhìn là một cái sọt nhỏ nhỏ đây các bác này, cũng rơi vào tầm độ đâu đó là 4-50 cân rồi đấy. Chị đi trước đi. Em tự nhấc lên này. Vâng, em tự nhấc đi. Cái này là vừa sức, để mà quá thì không quá. Hai chị, cô với lại chị thì sẽ dùng cái sọt để mà vận chuyển cát cô bác ạ. Một chuyến này cảm giác đi cũng nhàn hạ các bác. Nhiều chuyến thì cảm giác như là đôi chân nó không phải là đôi chân của mình nữa rồi. Đi là còn không thể nói chuyện được nữa rồi. Tôi một cái hát khảo nào. Làm một chuyến hết cả buồn nói chuyện luôn đây cô bác ạ.
Vừa rồi thì chú Toán có dùng xe máy để mà chở được hai chuyến của bác ạ. Thế nhưng mà tuy nhiên là đất nó bị, đường nó bị lún hết rồi, thành ra là lại không có đi được nữa, đi nó bam quá. Nếu mà đường nó khô khô, đường mà đào lâu rồi thì có thể là còn chở được. Này, cái chú với lại anh thì đôi lúc mệt mỏi này các bác này, thì không thể là thiếu được những cái bì thuốc lào này. Nghe thấy người ta bảo là nếu mà đi làm, đi làm thuê đây mình biết hút thuốc, lào là có được nghỉ ngơi nhiều hơn đấy chú nhỉ? Vâng. Thế là không biết hút thuốc lào là có được nghỉ ngơi mấy đâu ấy. Người nó bảo là làm thì không, không hút thuốc thì đi làm trước. Hút thuốc thì được là hút thuốc. Thành ra là các chú các bác ở trên bản thì biết hút thuốc rất là sớm các bác. Kể cả như ở trên bản của nhà em xưởng đấy các bác ạ. Có thanh niên có mười mấy tuổi thôi mà đã bắn thuốc lào 3-4 bi rồi. Thành ra là đến lứa tuổi mà tầm như tuổi ông của Sử ấy, với lại ông của Mạnh ấy, thành ra mới không có bỏ được đúng không bác? Thưa các bác, mấy anh em thợ thì hôm nay cũng vận chuyển cát là chắc là đâu đó thì cũng rơi vào độ tầm là gần 2 khối rồi các bác ạ. Vừa rồi thì chú Toán, chú thợ các bác thì còn nói là trước chú cũng đi xuống cái cát này, xong là dùng xe máy để mà chở đường dưới cái lên. Đấy, phải nói là nếu mà như chở cát từ trên kia xuống thì lại xa hơn các bác ạ. Thành ra là sau khi mà bàn bạc với lại mấy anh thợ ấy, thì là cũng cho mấy anh em thợ là sẽ nhận luôn cái phần là khoản cát này, bao giờ mà đủ một cái ngôi nhà cho cháu Lực là được. Cũng tương ứng rằng là như là mình lấy cát đó là tầm bao nhiêu khối đâu các bác ạ. Ở đây thì thứ nhất là cát xay này thì là sẽ là 2 xe, còn là cát chắt thì sẽ là 1 xe, còn là cái cát mà tổng hợp ấy thì sẽ là 2 xe nữa để mà đổ làm sao mà cho nó hoàn thiện cái ngôi nhà cho cháu Lực với lại hai ông cháu ở đây là được cô bác. Ông đâu rồi mày? Hả? Hả? Muốn đi xe không? Đã bao giờ đi xe chưa? Nào ngồi trên này chú bảo. Ngồi đi. Ngồi đây. Mày đã bao giờ ngồi xe máy chưa? Hả? Ngồi xe máy chưa? Không trả lời à hả? Chỉ biết cười thôi cô bác ạ. Hôm nay ấy, hai bạn nhỏ này là nhà ở đâu ấy hả? Chắc là gọi cháu rồi nhỉ. Thôi nhưng mà gọi bằng anh đi. Bây giờ thì đào đến chỗ này nữa là đủ một cái nền nhà rồi cô bác ạ. Còn rộng nữa. Đây còn thêm là một bạn nhỏ, chắc là con của chú Thành với lại anh Toán. Bạn này được bao nhiêu tuổi rồi? Không biết. Không biết á? Được bao nhiêu tuổi không biết á? Ôi vô. Học lớp mấy? Học lớp mấy rồi? Lớp 1. Lớp 1 à? Thế là được 6-7 tuổi rồi các bác ạ. Ông đang làm gì đâu? Đun nước. Đun nước à? Đun nước để cho mấy em thợ à ông? Vâng. Ông gửi mời chào tới các bác không? Chào các bác, các chị nhá. Rồi. Chỗ này nóng quá không? Ông cháu mình ra bên này, ông cháu mình nói chuyện một chút. Và hôm nay thì cháu Lực đi xuống đấy cô bác ạ, thì cũng có một cái tin là rất là vui là gửi tặng tới cho ông Sỏ với lại thêm là Mạnh nữa. Mạnh thì sau này lớn lên thì chắc là cũng nhớ mang máng là làm nhà đấy. Bây giờ thì còn quá nhỏ là chưa có thể mà làm nhà được cho, chưa thể hộ được cái gì đâu. Hôm nay cháu Lực xuống thì là một tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc
rừng này các bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này các bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang các bác. Hãy gửi 10 triệu nhưng mà trong số đấy thì là mua cái bóng đèn năng lượng cho ông thì là còn hơn 8 triệu. Thì bà tiếp tục là gửi thêm hơn 6 triệu để mà đủ cho tròn là 15 triệu. Anh nhận thêm là một cái khoản là kinh phí nữa từ bà bé. Thì rất là cảm ơn bà bé, cảm ơn tấm lòng rất là lớn của bà bé dành tặng tới cho hai ông cháu. Thì rất là mong sao là sẽ trong thời gian tới thì khi mà cháu Lực bắt đầu đi vào làm nhà thì sẽ nhận được, bây giờ là đang bắt đầu rồi. Sau khi mà cháu Lực đi vào làm nhà đấy các bác, còn là thiếu thêm mà những cái khoản gì thì rất là mong sẽ được sự đồng hành của các cô, các chú, các bác và các chị và tất cả các bạn cả ở trong nước cũng như là ngoài nước. Ông gửi một lời cảm ơn tới bà bé ông nhé. Vâng. Tôi xin nhận lời bà bé đã tiên gửi cho tôi làm một cái nhà để tôi với cháu tôi cũng cảm ơn bà bé. Tôi xin cảm ơn bà nha. Vậy ông có thấy vui mừng không khi mà đào nền xong thì lại nhận được một thêm khoản là kinh phí cũng rất là lớn, hơn 6 triệu đồng không ạ? Đấy. Còn hôm nọ thì cháu có bảo với ông ấy rằng là bây giờ là cần đến nguồn điện rồi, thì ông có đi xin được điện từ nhà Quyết xuống không? Để cháu mua dây điện xuống không? Nếu xin khoảng một tháng thế này thì chắc được. Được đúng không? Nhưng mà làm nhà xong thì nó không cho. Tại nhà của hai ông cháu thì hiện tại là ở dưới này là vẫn chưa có điện của bác ạ. Thì bây giờ bắt đầu làm nhà đấy cô bác. Về cái khoản kinh phí thì cũng có nhiều, thì ra là cháu Lực cũng không có dám trích tiền ra quá là lớn để mà kéo từ trên đường lớn xuống cho ông. Nếu mà như kéo được từ đường lớn xuống thì là chơi vào tầm bao nhiêu tiền ông có biết không? Tiền xuống phải tầm 7-8 triệu. 7-8 triệu là mới đến à? Đấy, một cái khoản kinh phí kéo điện thì cũng rất là lớn cô bác ạ. Cho nên là cháu Lực không dám trích cái tiền kinh phí ra để mà nhiều. Thì bây giờ ông sẽ lên trên hỏi nhà Quyết đấy. Thì nếu mà được sự đồng ý của hai vợ chồng là bố mẹ Quyết đấy cô bác, thì cháu Lực sẽ đi mua dây điện về để mà kéo. Thì nếu mà không có được sự đồng ý của hai vợ chồng bố mẹ Quyết thì là phải tìm nhà khác không ạ? Đấy, bây giờ thì đi vào làm nhà thì phải cần điện để mà còn cắt sắt, còn dùng được mọi thứ nữa không ạ? Đấy, thì nếu mà sau này như khi mà hoàn thiện nhà của ông xong thì nếu mà như không đủ kinh phí đấy thì cháu sẽ mua thêm cho ông là vài bóng điện năng lượng mặt trời nữa để mà lắp cho ông. Đấy, lắp cho ông với lại Mạnh. Thì nếu mà như ông với lại Mạnh mà có duyên được các bác tài trợ về cái khoản mà kéo điện này thì cũng rất là mừng. Đấy. Chỗ này thì là bây giờ là đào thêm một tí nào ông. Ở đây là các cháu nhỏ của nhà ai đấy ông? Cái nhà ông bác. Nhà ông bác à? Thế là bạn nhỏ to kia là nhà bác à? Vâng. Đấy, Mạnh đấy cô bác, chỉ biết là ở trên là nhìn thôi. Mày ơi, xuống đây đào đi. Không đào à? Hả? Xuống đây lấy máy xúc đâu? Còn bé quá cô bác, cho nên là không thể mà làm được. Xuống thêm 10 gang hả ông? Cái nhà của ông thì sau này là dự kiến là cái móng nó sẽ ở tận trên này đấy ông ạ? Đấy, tận trên này chứ nó không phải chiều cao của nó không, chiều cao của nó ấy, chiều cao của nó là sẽ tận lên đây. Thì vì là nhà của ông cháu sẽ không có làm một cái bậc thang lên nữa, cháu làm ba cái bậc thang lên cơ mà. Vâng, sau này vẫn, sau này nếu mà thấp quá thì vẫn phải đào đất để mà lấp vào trong nữa. Sau này mình vẫn phải đào đất ra lấp vào trong không ạ? Vâng. Vào trong nhà. Vâng. Gọi là cho mấy anh em thợ đầu móng xuống. Cho mấy anh em thợ thiết kế là cháu đã cho mấy anh em thợ rồi. Và cái móng này là thứ nhất là thí dụ như đây là một bậc này và hai bậc đây này và bậc thứ ba thì mới đến nhà, cho nên là cái ngôi nhà của ông nó sẽ nằm ở tận đây. Đấy. Nó đầu xuống là còn 50 phân thế này thì làm hai bậc. Vâng. Mình ở đây đất phủ trên nó một bậc nữa thì ba bậc. Vâng. Không thì không có đất để đâu về. Bên đây là của họ, bên đây nó không cho. Đây là của họ à? Vâng. Cái chòm dùng ngay trên này. Chòm bên kia không thì ngăn được, ngăn ở trên kia xong là đào xuống đây không? Đấy.
Đó là hôm nay mấy anh em thợ mà đi xe được xuống chỗ này là rất là tuyệt vời đó ông nhỉ? Bên này thì có một con đường bé bé đi hả ông? Là xe là sáng nay mấy anh em thợ mới đem lên à? Đấy, mấy anh thợ thì bây giờ lại tiếp tục. Cái này là không dùng cái gì che là chó nó bới hết đấy chú Toán ạ. Có vẻ như là dùng cái sọt như các cô là tiện hơn đấy nhỉ, không phải buộc. Nếu mà dùng xe máy để mà chở được thì lại nhanh quá. Lại người tính không bằng đường tính anh nhỉ. Cái này là gọi là một buổi thôi đấy nhở chú Toán nhở. Ngày rồi đấy. Nhưng mà sáng nay chú lại anh phòng có điệu đâu? Sáng nay cũng điệu một ít xong đi làm đường. Nó là như hôm nay. Vậy. Hôm nay mà hai anh thợ mà không đào đường ấy thì là chắc là được thêm là gọi là một nửa chỗ này đâu các bác. Thưa các bác, đáng nghe là hôm nọ khi mà được bà con ra là hộ ông đào ấy thì là đã xong rồi. Thế nhưng mà sau khi mà ông xem cái hướng cửa đấy các bác thì ông đào lại vào đào lại bên trong sâu thêm là 1 mét nữa để mà chỉnh lại cái ngôi nhà của bác ạ. Ông ấy đi xuống thì phải nói là nhìn là mấy anh em thợ vận chuyển cát thì cũng rất là vất vả của bác ạ. Mặc dù là mình đã khoán thẳng cũng đã thuê cho mấy anh em thợ để mà hoàn thiện cái lấy cắt để mà hoàn thiện làm sao mà đủ cái ngôi nhà của ba ông cháu rồi cô bác, của hai ông cháu rồi. Mày thì không đi vác cát à? Hả? Đi vác cát đâu? Không đi à? Cái gì? Đây Mạnh chào tạm biệt các ông các bà đi. Con chào tạm biệt các ông các bà. Con, Khoanh nói lại, khoanh tay đàng hoàng. Con chào các ông các bà. Bye bye các ông bà. Rồi. Tên là gì? Con tên là gì? Hả? Đứng ra đây, đứng nghiêm nào, đứng ra đây. Đứng đây đứng nghiêm nào, chú xem nào. Đứng ngay. Từ từ. Trẻ con thì đôi lúc nó que đứa mình của bác ạ, thành ra nó hơi ngang một chút. Đứng đây chú hỏi là đứng đây. Đứng đây nhá. Con tên là gì? Bỏ tay xuống. Con tên là gì? Hả? Con tên là Mạnh. Nói thế nào? Rồi đằng sau này của bác này, đằng sau này thì đen hết rồi. Tới lúc trẻ con đó các bác, nó quen mình rồi thành ra là nó kiểu là hơi hơi ngang một chút. Như kiểu là mình cưng chiều nó quá thành ra là nó có nó mình phải cưng chiều nó thì nó mới nên cái gì mà nên. Nhưng mà rất là đáng yêu của bác ạ, một cái cậu bé. Cách nói chuyện của em thì rất là ngon, rất là ngoan. Thế là răng nào? Răng này thì phải đi bác sĩ rồi này. Hỏng hết răng rồi. Cho các ông bà xem nào. Đây là của bác này răng nữa. Hỏng hết rồi. Ngày thì chắc là để mai tiếp tục là làm tiếp thôi ông nhỉ? Thế có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các cô bác anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã luôn đồng hành cùng cháu Lực để mà đến hôm nay lấy được chuyến
vật liệu đầu tiên đi xuống cái nhà của hai ông cháu rồi các bác. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Đây còn thước phim này cũng khá là dài rồi. Chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Xin chào các bác, các chị.